Đại biểu Quốc hội bật khóc phản đối việc tăng giờ làm đối với người lao động. Tại nghị trường Quốc hội, đại biểu Vũ Tiến Lộc cho rằng việc tăng giờ làm bình thường lên 48 giờ một tuần và tăng giờ làm thêm lên đến 400 giờ một năm là nhân văn, hợp lý và tự nguyện. Đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm đã có ý kiến tranh luận, phản đối, thậm chí bà đã khóc khi nói về việc này. Sáng ngày 23 tháng 10, tiếp tục chương trình làm việc của mình, Quốc hội đã lấy ý kiến của các đại biểu về Bộ Luật Lao động sửa đổi. Đây là vấn đề nóng thu hút được sự quan tâm lớn của các đại biểu. Ngay đầu giờ làm việc đã có 45 đại biểu đăng ký phát biểu. Đề xuất tăng giờ làm thêm là một trong những người đầu tiên phát biểu, đại biểu Vũ Tiến Lộc, đoàn Thái Bình cho rằng cơ bản nhất trí nhiều nội dung trong dự án bộ luật. Nếu dự luật được thông qua sẽ tạo nên bước đột phá trên hai hướng, bao trùm hơn và hội nhập hơn. Góp ý vào những nội dung cụ thể về thời giờ làm việc bình thường, đại biểu đề nghị giữ như quy định hiện hành vì phù hợp với thực tiễn của nền kinh tế và rất nhân văn. Chúng ta quy định linh hoạt rằng thời gian làm việc tối đa là 48 giờ một tuần. Nhà nước khuyến khích giờ làm việc ít hơn là 40 đến 44 giờ một tuần, tùy thuộc vào điều kiện cụ thể của doanh nghiệp và thỏa thuận giữa chủ sử dụng lao động và người lao động. Quy định này hợp lý, hợp tình bởi nhiều lý do. Vị đại biểu bắt đầu lý giải. Thứ nhất, ở hầu hết những quốc gia có trình độ phát triển như nước ta và đang là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của chúng ta thì đều quy định thời gian làm việc là 48 giờ. Chúng ta thì mới thoát ra khỏi ngưỡng nghèo và mới chỉ là nước có thu nhập trung bình, trình độ thấp, năng suất lao động thậm chí thấp nhất khu vực thì áp dụng thời gian lao động như các nước xung quanh là phù hợp. Rút ngắn hơn nữa thời gian lao động làm suy giảm năng lực cạnh tranh quốc gia, gây trở ngại cho việc thực hiện các mục tiêu tăng trưởng và khó đưa đất nước thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình, nguy cơ lớn nhất với tương lai của nền kinh tế Việt Nam. Thứ hai, giảm thời gian lao động sẽ gây giảm tiền lương và chậm lại kế hoạch tăng lương cho người lao động bởi mức tiền lương tối thiểu hiện tại được các bên nhất trí và được Hội đồng Tiền lương Quốc gia thông qua dựa trên tính toán mức lương tối thiểu làm việc 48 giờ một tuần. Nếu giờ thay đổi giảm xuống thì chắc chắn phải tính toán lại cho phù hợp với sức chịu đựng của nền kinh tế. Thứ ba, năng suất lao động thấp nên tiền lương và thu nhập của phần lớn người lao động chưa cao. Nếu giờ giảm giờ làm thì đồng nghĩa với việc giảm thu nhập, người lao động phải tìm việc khác để làm tăng thu nhập. Kết quả cuối cùng là giảm giờ làm trong bối cảnh hiện nay sẽ không mang lại lợi ích cho người lao động. Mặt khác, chi phí lao động của doanh nghiệp tăng lên, khả năng cạnh tranh giảm sút, nhiều doanh nghiệp sẽ phải thu hẹp sản xuất và người lao động sẽ mất việc làm, vị đại biểu nhấn mạnh. Ông Lộc tiếp tục đưa ra những lý do trong bối cảnh hiện nay. Để duy trì sản xuất trong điều kiện giảm giờ làm thì doanh nghiệp buộc phải tuyển thêm lao động, nhưng trong điều kiện thị trường lao động hiện nay khi tỷ lệ thất nghiệp đang rất thấp thì các doanh nghiệp rất khó tuyển thêm lao động, vì vậy buộc họ thu hẹp sản xuất. Theo tính toán sơ bộ thì riêng ngành thủy sản, dệt may, da giày, túi xách, điện tử, lương thực thực phẩm, nếu giảm 4 giờ một tuần thì có thể giảm sản lượng kim ngạch xuất khẩu ít nhất 20 tỷ đô la Mỹ một năm. Điều này ảnh hưởng đến xuất khẩu, tăng trưởng kinh tế của đất nước. Các doanh nghiệp FDI sẽ tìm đến những nền kinh tế có chi phí lao động thấp hơn để chuyển hướng đầu tư. Việt Nam sẽ khó duy trì tốc độ tăng trưởng dòng vốn đầu tư FDI, thậm chí có thể xảy ra tình trạng thoái lui trong đầu tư. Vị đại biểu này dẫn chứng. Cuối cùng, đại biểu Đoàn Thái Bình khẳng định, có ý kiến lập luận giảm thời gian làm việc thì doanh nghiệp sẽ công bằng với khu vực nhà nước. Nghe qua thì có vẻ có lý và mang tính nhân văn, tuy nhiên suy nghĩ kỹ sẽ không phải, vì hai khu vực đang không được đặt trên cùng một mặt bằng về thu nhập và tiền lương. Chúng ta biết hiện tại tiền lương tối thiểu ở doanh nghiệp tại Hà Nội là gần 4,2 triệu đồng một tháng và đang tăng lên với tốc độ chóng mặt, trong khi đó tiền lương cơ sở ở khu vực nhà nước chỉ hơn 1,4 triệu đồng một tháng và tăng chậm. Lương của một công chức kỹ sư mới ra trường không bằng lương của một lao động phổ thông trong doanh nghiệp, vì vậy rút ngắn thời gian làm việc là có phần khập khiễng trong bối cảnh hiện nay. Nữ đại biểu bật khóc phản đối. Phản đối về ý kiến này, đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm, đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã có ý kiến tranh luận. Bà Tâm cho rằng việc đại biểu Vũ Tiến Lộc nói việc duy trì giờ làm bình thường 48 giờ một tuần và tăng giờ làm thêm lên đến 400 giờ một năm là nhân văn, hợp lý và tự nguyện là vấn đề cần tranh luận làm sáng tỏ. Không biết đại biểu Lộc nghe từ đâu để nói chính sách này nếu Quốc hội thông qua sẽ nhân văn và tự nguyện. Tôi quan tâm đến vấn đề nhân văn và tự nguyện. Nhân văn và tự nguyện trên cơ sở nào? Tính tự nguyện ta nghe từ đâu? Bà Tâm bắt đầu đặt câu hỏi tới đại biểu Vũ Tiến Lộc. Vị đại biểu Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục dẫn chứng để phản đối đề xuất này. Nếu nói là nghe từ người lao động thì tôi lấy làm lạ. Tôi thực sự bất ngờ với nhận định này vì tôi nghe rất nhiều công nhân và người làm công tác công đoàn nói công nhân không muốn làm thêm giờ dù thực tế cần làm thêm giờ. Chúng ta phải trả lời câu hỏi vì sao công nhân cần làm thêm giờ. Câu hỏi đó quá dễ trả lời, đó là vì tiền lương, thu nhập hiện nay của công nhân quá thấp, không đủ trang trải cuộc sống. Nói đến đây bà Tâm bắt đầu nghẹn ngào. Hãy nhìn vào cuộc sống thực tế của công nhân, nhìn vào dáng vẻ của công nhân, tâm thế của công nhân khi đến làm việc. Rồi bà không kìm được nước mắt, bà tiếp tục nói. Hãy nhìn vào những đứa trẻ mà cha mẹ của họ phải gửi về quê. Có người cha người mẹ nào muốn xa con mình hay không? Thậm chí 1 năm, 2 năm chưa về thăm được con. Có người ông, người bà rất già rồi vẫn phải giữ cháu để cha mẹ chúng đi làm việc. Ta phải trân trọng những lao động như thế. Họ không cam chịu, không muốn trở thành gánh nặng xã hội. Họ phải đi tìm việc làm mà nói rằng họ tự nguyện để làm quần quật suốt ngày thì tôi cho rằng quan điểm này cần tranh luận làm rõ. Họ không tự nguyện mà họ cần làm thêm chứ không tự nguyện. Vậy vai trò của Quốc hội ở đây là gì? Là phải làm chính sách như thế nào để công nhân có thu nhập đủ trang trải cuộc sống, có thời giờ học tập, nâng cao tay nghề, giải trí, chăm sóc gia đình và thực hiện các quan hệ xã hội. Đó là quyền con người mà Hiến pháp quy định. Đại biểu phát biểu có nghĩ đến những quy định của Hiến pháp quy định quyền con người thế nào không? Hãy nghĩ đến trách nhiệm của người sử dụng lao động, không chỉ trách nhiệm, nghĩa vụ mà còn tình người với người lao động nữa. Bà Tâm tiếp tục nêu quan điểm. Nữ đại biểu cũng cho rằng nhân văn ở đây là bảo vệ quyền con người được hiến định, nhân văn là tình người trong sử dụng lao động. Trước quan điểm về việc tăng giờ làm để tránh rơi vào bẫy thu nhập trung bình, bà Tâm nói, sức cạnh tranh của nền kinh tế không chỉ và không nên dựa chủ yếu vào sức lao động của người lao động mà còn là năng lực quản trị, đổi mới công nghệ, điều kiện làm việc và sự tiến bộ xã hội. Sự tiến bộ ở đâu khi ta tăng giờ làm và giảm tiền lương của người lao động? Chúng ta giảm 44 giờ, có nghĩa là 4 giờ còn lại người lao động có thể làm thêm, kiếm thêm thu nhập. Đó là tiến bộ chứ, nhân văn cũng ở chỗ đó. Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm kết thúc phần tranh luận của mình. Kết quả khảo sát mới đây của Tổ chức Lao động Quốc tế đã xác nhận 99% các hợp đồng lao động ngoài giờ ở nước ta là có sự thỏa thuận tự nguyện của cả hai bên. Tổ chức Lao động Quốc tế cũng cảnh báo một hiện tượng có tới 70% doanh nghiệp được đánh giá là không tuân thủ các giới hạn tối đa 300 giờ một năm. Và điều này phản ánh một thực tiễn tăng giờ làm thêm hơn 300 giờ là yêu cầu cuộc sống và phù hợp với lợi ích của cả người lao động và người sử dụng lao động. Xuất phát từ thực tiễn này, Chính phủ đề xuất việc tăng giờ làm thêm là phù hợp. Cuối cùng, tôi muốn nhấn mạnh rằng các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, chế biến nông sản, dệt may, da giày, điện tử là những động lực tăng trưởng chính của nền kinh tế trong những năm đầu tiên của quá trình công nghiệp hóa. Đây cũng chính là ân nhân của chúng ta trong việc tạo việc làm, thúc đẩy hội nhập, góp phần đưa đất nước thoát nghèo. Đây cũng là khu vực có nhiều doanh nghiệp, doanh nhân được vinh danh là anh hùng lao động, chiến sĩ thi đua, doanh nhân tiêu biểu thời kỳ đổi mới. Tuyệt đại bộ phận các doanh nghiệp trong ngành là những doanh nghiệp làm ăn chân chính. Phát triển những doanh nghiệp này, những ngành này là lợi ích cốt lõi của chúng ta trong hội nhập mà chúng ta đã phải đánh đổi mà có được trong quá trình đàm phán các hiệp định thương mại tự do. Đừng để những lợi ích này vượt khỏi tay chúng ta khi mà thể chế của chúng ta lại bó tay, bó chân các cái doanh nghiệp. Chúng ta hãy nhìn thực tế vào người công nhân, nhìn vào cái dáng vẻ của người công nhân, tâm thế của người công nhân khi đến làm việc, nhìn vào cuộc sống thực tế của người công nhân, hãy nhìn vào những đứa trẻ mà cha mẹ của họ phải gửi về quê. Có người mẹ, người cha nào muốn xa con mình hay không? Thậm chí 1 năm, 2 năm chưa về thăm được con. Có thể có những người cha, người mẹ là ông bà rất già rồi vẫn phải giữ cháu để con họ đi làm việc. Ta thật trân trọng những người lao động như thế. Họ không cam chịu. Họ không muốn trở thành gánh nặng của xã hội. Họ phải đi tìm việc làm. Mà nói rằng họ tự nguyện để làm quẩn quật suốt ngày. Tôi cho rằng cái quan điểm này cần phải tranh luận để làm sáng rõ. Nói rằng tự nguyện, họ không tự nguyện, mà họ cần làm thêm để có thu nhập. Vậy thì Quốc hội, vai trò của Quốc hội ở đây là gì? Là phải làm chính sách như thế nào để người công nhân có thu nhập đủ sống, đủ trang trải cuộc sống. Để họ có thời giờ để học tập, có thời giờ để nâng cao tay nghề, có thời giờ để giải trí, có thời giờ để chăm sóc bản thân, chăm sóc gia đình và thực hiện các cái quan hệ xã hội. Đó là quyền con người được Hiến pháp quy định. Đại biểu phát biểu, đại biểu có nghĩ đến những cái quy định trong Hiến pháp về quyền con người phải được bảo vệ như thế nào không? Phải nghĩ đến trách nhiệm của giới chủ, những người sử dụng lao động, không chỉ trách nhiệm, nghĩa vụ mà còn tình người đối với người lao động nữa. Tôi xin phép nói thêm rằng nhân văn ở đây là gì? Nhân văn ở đây là bảo vệ cái quyền con người được hiến định quy định. Nhân văn ở đây là tình người trong sử dụng lao động. Và tôi muốn nói thêm rằng sức cạnh tranh của nền kinh tế không chỉ và không nên dựa vào chủ yếu là sức lao động của người lao động, mà còn là năng lực quản trị, còn là đổi mới công nghệ, còn là điều kiện để làm việc. Đấy là sự tiến bộ của xã hội. Vậy thì sự tiến bộ xã hội ở đâu khi mà chúng ta tăng giờ làm và giảm tiền lương của người lao động? Bởi vì chúng ta giảm 44 giờ, có nghĩa là 4 giờ còn lại người lao động có thể làm thêm và họ sẽ tăng thu nhập. Đấy là tiến bộ chứ. Nhân văn chính là ở chỗ đó. Xin cảm ơn Quốc hội.